ân chư Phật chúc phần báo ân. Nam mô Lăng Nghiêm hồi thương Phật Bồ Tát, cung thỉnh Thế Tôn lại chứng minh đời năm trước con xin vào trước một chúng sanh quá Phật chưa thành, con nguyện công chứng vô sanh toàn thể đạo tràng cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư, thưa quý sư cô. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm Quý Sửu. Chúng ta lại tiếp tục được gặp nhau tại đạo tràng chùa Long Hương để chúng ta tiếp tục học bản kinh Lăng Nghiêm. Thì kỳ vừa rồi chúng ta đã học một cái phần do nhãn thức chứng viên thông, và phần nhãn thức chứng viên thông vừa rồi là do Ngài Xá Lợi Phất đứng ra trình bày trước Đức Thế Tôn. Và lần này chúng ta sẽ học tiếp cái do nhĩ thức chứng viên thông. Chúng tôi sẽ đọc phần chánh văn tước. Bồ Tát Phổ Hiền liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Con đã từng làm Pháp Vương Tử của các Đức Như Lai như số cát sông Hằng. Mười phương Như Lai dạy các đệ tử có căn cơ Bồ Tát tu hạnh Phổ Hiền. Hạnh đó do con mà đặt tên. Bạch Thế Tôn, con dùng tâm nghe phân biệt những tri kiến của chúng sanh đã có. Nếu ở phương khác cách ngoài thế giới như số cát sông Hằng, có một chúng sinh nào trong tâm phát được hạnh Phổ Hiền, thì liền trong khi ấy con phân thân trăm ngàn, cởi voi sáu ngà đến chỗ của người đó. Dầu người ấy nghiệp chướng sâu nặng chưa từng thấy con cũng vẫn thầm kính xoa đảnh đầu người ấy, ủng hộ, an ủi, khiến họ được thành tựu. Nay Phật hỏi về viên thông,
Con nói chỗ bản nhân của con do tâm nghe phát sáng, phân biệt tự tại, đó là thứ nhất. Hôm nay là chúng ta học cái nhĩ căn viên thông, thì ở đây lại xuất hiện ngày Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta thấy trên cái bức tường phía sau của chúng ta, một bên là ngày Văn Thù cởi sư tử, một bên là ngày Phổ Hiền cởi voi sáu ngà. Thì kỳ rồi á là chúng ta học nhãn, bây giờ thế nhĩ. Cái chỗ trình bày của ngày Phổ Hiền là ngài đã từng là Pháp Vương Tử, tức là ngài đã từng là con của các đấng Pháp Vương, mà không phải của một hai Đức Phật, mà các Đức Như Lai như số cát sông Hằng, có nghĩa là không thể tính lường được cái việc mà hành Phật sự của ngài Phổ Hiền. Ở đâu có chư Phật thành Phật thì ở đó lại có ngài Phổ Hiền. Và ngài Phổ Hiền không phải là cái người hộ pháp bình thường, mà là một vị con của các đấng Pháp Vương, có nghĩa là ngài thừa là kế được cái dòng pháp của tất cả chư Phật Như Lai ở hằng hà sa số các cõi, từ muôn thuở cho tới bây giờ, từ nghìn xưa cho tới bây giờ, cho tới khi cái thời của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta thành Phật tại cõi này, thì ngài cũng lại là một trong những cái bậc thượng thủ trong cái hàng đệ tử, trong cái hàng Đại Bồ Tát, đệ tử của Đức Thế Tôn. Thì ứng hóa thân để làm đệ tử, để hộ pháp trong cái dòng pháp của Đức Phật. Thì như vậy là ngài nói khắp mười phương Như Lai dạy các đệ tử có căn cơ Bồ Tát tu hạnh Phổ Hiền. Thì vậy là cái hạnh Phổ Hiền là lấy tên của ngài. Và như vậy là khắp chư Phật mười phương, trong đó có Đức Phật Bổn Sư của mình, mà dạy người khác tu hành Phổ Hiền là lấy cái tên của ngài để dạy. Thì vậy là cái hạnh mà lợi sanh của ngài Phổ Hiền là đã được lấy cái tên tuổi của ngài Phổ Hiền. Và ngài Phổ Hiền là một trong những người mà lợi sanh bậc nhất trong hàng đệ tử của chư Như Lai ở mười phương, khắp mười phương pháp giới này. Thì chúng ta thấy là có một cái bài tụng thập nguyện Phổ Hiền. Như vậy là tất cả những cái hạnh mà được có để lợi lạc chúng sanh khắp mười phương pháp giới này là do xuất phát từ ngài Phổ Hiền này. Và chúng ta thấy là trên căn bản á, tức là về cái hình tượng, cái biểu tượng của ngài Văn Thù, thì người ta nói là đó là cái biểu tượng của căn bản trí. Và chỗ khác còn nói là ngài Văn Thù tức là thầy sinh ra chư Phật, tức là tất cả những chư Phật thành Phật đều trở về cái căn bản trí để mà thành. Cho nên là nói là ngài Văn Thù, có chỗ thì nói là ngài Văn Thù hộ pháp cho chư Phật, nhưng mà cũng có bản kinh nói là chính cái ngài Văn Thù là thầy để sanh ra chư Phật. Thì vậy là chúng ta nhìn thấy cái biểu tượng của một vị Bồ Tát cởi sư tử, tức là muốn nói lên cái đại trí huệ mà tất cả những cái bậc đại giác Thế Tôn trước khi thành Phật, trước khi chứng quả Bồ Đề đều phải nhập trong cái đại trí huệ đó. Còn ngài Văn Thù là cái sai biệt trí, tức là từ cái nền tảng trí huệ của ngài Văn Thù, ở ngài Văn Thù thì sẽ có cái sai biệt trí là ngài Phổ Hiền. Thì từ cái trí tuệ đó mà phát sinh tất cả những cái phương tiện lợi lạc quần sanh khắp mười phương pháp giới này, thì cái đó gọi là hạnh của ngài Phổ Hiền. Trong đó thì chúng ta đã từng tụng cái bài thập nguyện Phổ Hiền rồi, đúng không? Nếu vị nào mà đã từng nghe chúng tôi giảng thì cũng đã nghe chúng tôi giảng về thập nguyện Phổ Hiền này. Tức là cái gì? Thứ nhất là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy học Phật, cửu giả hàng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Tức là trong 10 cái nguyện này được đi khắp muôn phương, khắp 10 phương pháp giới. Và người nào mà tu cái đó thì chúng ta làm một cái việc, ví dụ như bây giờ mình lễ Phật là gì? Là chúng ta đang tu hạnh Phổ Hiền, phải không? Khi chúng ta kính lễ Đức Phật bằng tất cả những cái tâm thành của mình, tức là chúng ta đang thực hiện cái hạnh của ngài Phổ Hiền.
Rồi chúng ta cúng dường Tam Bảo cũng là thực hiện cái hạnh của Ngài Phổ Hiền. Chúng ta ca tụng Đức Phật cũng là cái hạnh của Ngài Phổ Hiền. Rồi chúng ta sám hối nghiệp chướng cũng là cái hạnh của Ngài Phổ Hiền. Rồi chúng ta thỉnh Phật chuyển Pháp Luân cũng là cái hạnh của Ngài Phổ Hiền. Rồi chúng ta học Phật cũng là cái hạnh của Ngài Phổ Hiền. Và tùy thuận chúng sanh để làm lợi ích cho họ cũng là hạnh của Ngài Phổ Hiền. Rồi hồi hướng về đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng là hạnh Ngài Phổ Hiền. Vì vậy là trong tất cả những cái dụng công tu tập của mình, đâu đâu cũng là hạnh của Ngài Phổ Hiền. Như vậy là khi bất kỳ một người nào phát khởi cái tâm tu hành, thì khi đó mà Ngài Phổ Hiền nói là vượt qua cái thế giới bên kia, tức là vượt qua khỏi cái thế giới ta bà của mình, nó qua một cái cõi giới nào xa xăm ở đâu đi nữa, thì khi chúng ta phát tâm tu tập thì lúc đó Ngài Phổ Hiền đã có mặt để giờ an ủi, vừa ủng hộ, vừa phò trì, vừa hộ trì, vừa gìn giữ chúng ta để chúng ta thực hiện trọn vẹn cái hạnh Phổ Hiền. Và như bản kinh Hoa Nghiêm kết thúc bản kinh Hoa Nghiêm thì Thiện Tài Đồng Tử cũng hoàn thành cái thập nguyện Phổ Hiền. Sau khi Thiện Tài Đồng Tử hoàn thành cái thập nguyện Phổ Hiền xong rồi thì mới bắt đầu được nhập vào lầu các Di Lặc, mới hoàn thành cái nguyện vừa độ sanh vừa cầu đạo quả của mình. Tức là muốn hoàn thành bản nguyện đó thì kết thúc phải tu cho xong 10 cái hạnh của Ngài Phổ Hiền thì người đó mới viên mãn đạo quả. Và tất cả chư Đại Bồ Tát khắp 10 phương cũng vậy, những người mà sơ phát tâm Bồ Tát cho tới những cái vị Đại Bồ Tát ở 10 phương pháp giới này, khi mà bắt đầu đi vào con đường Bồ Tát để độ sanh và để tu tập thì bắt đầu cũng thực hiện cái hạnh của Ngài Phổ Hiền. Và dù Ngài Phổ Hiền nói là dù cho người đó là cái nghiệp chướng sâu nặng không thấy được Ngài, nhưng Ngài vẫn âm thầm rồi xoa đảnh đầu người đó, rồi ủng hộ người đó, rồi an ủi và khiến họ thành tựu đạo nghiệp. Vì vậy chúng ta thấy qua cái lời của Ngài Phổ Hiền thôi, thì bây giờ chúng ta thấy tất cả các tông phái Thiền Tông của mình, rồi Tịnh Độ Tông cũng như là Mật Tông, trong ba cái hệ thái lớn, Mật Tông gọi là Kim Cang Thừa. Như vậy là trong cái hệ thống Phật giáo tới bây giờ thì họ công nhận là vì có Nguyên Thủy, có Đại Thừa và có Kim Cang Thừa. Và có những người họ lý luận là nếu mà mình niệm Phật thì sẽ có chư Phật hộ vệ mình. Chư Phật gọi là chúng ta nhờ cái tha lực của Đức Phật để Đức Phật gia hộ mình. Còn những người tu hạnh khác, là nhất là tu thiền được gọi là tự lực, thì sẽ không có ai hộ trì mình cả. Nhưng đây chúng ta học hạnh Phổ Hiền, chúng ta thấy như sao? Khi chúng ta chỉ cần tác khởi một thiện ý cho cái việc tu tập của chính mình, hoặc là chúng ta khởi một cái thiện ý để lợi lạc quần sanh khắp 10 phương này thôi, thì liền khi đó Ngài Phổ Hiền phân thân Thiên Bá Ức sẽ tới để đảnh, để xoa đảnh, để an ủi, để hộ vệ và giúp chúng ta thành tựu cái tâm nguyện đó. Vì vậy là nội cái Ngài Bồ Tát Phổ Hiền thôi đã đủ cái lực để gia trì hộ niệm cho chúng ta thành tựu bản nguyện tu tập của mình rồi, chưa nói tới chư Phật mười phương. Đối với chư Phật thì cái tâm từ của Ngài còn rộng hơn nữa. Do đó mà tất cả những người mà bắt đầu dụng công tu tập đi vào con đường giác ngộ giải thoát thì chúng ta không có cần phải nghĩ ngợi là có người hộ trì hay không, nhưng mà vì cái tâm từ của các Ngài chúng ta phát khởi thì tự động là chúng ta sẽ có được cái lực gia trì hộ niệm đó, dù người đó là tu thiền hay là tu tịnh hoặc là tu mật tông. Cho nên có những cái lý luận mà từ trước đến giờ tôi nói đi nói lại hoài, có những người tu tịnh độ hay quen nói cái câu là tu tịnh độ sẽ có sự gia trì hộ niệm của Đức Phật, còn tu thiền thì sẽ không được chư Phật gia trì hộ niệm. Thì nếu như chúng ta nói như vậy thì chúng ta chưa hiểu nổi cái lòng từ của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Và nói hơi mít lòng hơn thì người nào nói câu đó tức là người đó đã phỉ báng Phật, phỉ báng chư Đại Bồ Tát. Cho nên những người nào mà từ trước giờ đã có một lần lập luận như vậy với ai đó thì biết đó là cái lỗi của mình, nên sám hối, hướng về chư Phật, chư Đại Bồ Tát sám hối giùm. Những vị nào mà đã từng có giảng cái kiểu đó thì cũng nên đóng cửa nhập thất từ 108 ngày trở lên lại Phật để mà sám hối. Thì tôi nghe rất là nhiều, thực sự thì khi mà
đi đây đi kia, chúng tôi nghe cái lý luận này rất là nhiều. Muốn khuyến cáo người ta tu theo pháp môn tịnh độ mà nói cái kiểu như vậy thì thật sự là chúng ta đã đụng chạm tới chư Phật, ảnh hưởng tới chư Đại Bồ Tát rồi. Thì đây là một lỗi rất là lớn, rất khó sám hối. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Nói chúng ta đọc cái đoạn này thôi thì chúng ta thấy cái tâm của Ngài Phổ Hiền đã rộng khắp mười phương pháp giới, chứ không riêng cõi Ta Bà của mình. Khi mà làm bất kỳ một cái hạnh nguyện nhỏ nào thì cũng được Ngài Bồ Tát Phổ Hiền gia trì hộ niệm, huống chi là chư Phật mười phương. Và nhất là trong bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy á, Đức Phật nói là khắp mười phương pháp giới này, nếu có bất kỳ một chúng sanh nào khởi bất kỳ một ý niệm nhỏ nào, dù là thiện, dù là ác, dù là đúng, dù là sai, dù là chân, là ngụy, thương Phật, ghét Phật, tinh tấn, giải đãi, tất cả mọi cái đều được chư Phật mười phương rõ biết, không sót một mảy may ý niệm nào hết. Thì vậy là dù chúng ta thức hay chúng ta ngủ, dù ban ngày hay ban đêm, dù ở ngoài trống hay là chỗ kín gì đó, mà chúng ta có tác niệm là chư Phật đã biết rồi, là chư Bồ Tát đã biết mình. Nhưng mà không phải là chư Phật, chư Bồ Tát biết mình tốt để mà thương, biết mình xấu để mà bỏ, không phải như vậy. Lòng từ của Đức Phật, khi mà Đức Phật đã thành Phật thì lòng từ Đức Phật đã trùm khắp mười phương pháp giới này. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ thiện thì các ngài cũng thương quý chúng ta để trợ lực, để cho chúng ta đi đúng con đường chánh pháp, để chúng ta thành tựu đạo nghiệp của mình. Nhưng mà khi chúng ta nghĩ ác thì các vị cũng thương chúng ta, tìm cách để xoay chuyển cái tâm chúng ta quay về con đường đúng. Chứ không phải là biết chúng ta nghĩ ác rồi bỏ mình. Điều đó là cái điều mà chúng ta yên tâm không? Đối với chư Phật, đối với chư vị Bồ Tát, chúng ta nếu là một người Phật tử thực thụ đi theo con đường của đạo Phật, đủ gan chúng ta cứ thả tay mình, coi như là đem cái sinh mạng mình giao hết cho Phật Bồ Tát đây. Chúng ta sống hoặc là chết, chúng ta dám sẵn sàng như vậy thì quý vị sẽ thấy một cái sự bình an tuyệt đối đến với mình. Còn đến Tam Bảo chúng ta thấy nhiều người còn rất là dè dặt. Dè dặt đó thì đủ thấy rằng cái thấy hiểu của mình về chư Phật chúng ta chưa thấy đúng. Điều đó là điều mà chúng ta phải khẳng định lại. Cho nên ai đối trước Tam Bảo, ai đối trước chư Phật, chư Bồ Tát mà còn có một tí xíu gì đó dè dặt thì điều đó thể hiện cái gì? Thể hiện cái tri kiến chúng ta chưa vững vàng đối với Tam Bảo, đối với chánh pháp. Chứ còn những người, nhất là những cái vị đã xuất gia, nếu cái gì mà dám xuống mái tóc của mình chấp nhận đi theo con đường của chư Như Lai rồi thì chúng ta cứ bung thân mạng cho nó rớt đi. Phật cho mình sống một hơi nữa thì mình phải chấp nhận thở một hơi rồi mình đi. Nếu Phật cho chúng ta sống một ngày thì chúng ta vui vẻ ưng thuận một ngày để chúng ta sống. Có nghĩa là cái sinh mạng này kể từ ngày mà đi theo Phật rồi thì Phật cho mình sống, mình sống. Phật cho mình chết, mình chết. Phật bổ xứ mình đi đâu, mình làm cái đó. Cho nên là chúng ta phát nguyện, được nguyện làm cái gì? Làm sứ giả của chư Như Lai. Rất là khó được làm sứ giả chứ không phải dễ đâu. Được chư Như Lai mà chọn mình làm sứ giả thì không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta đủ cái lòng tin này hướng về chư Phật và chư Đại Bồ Tát thì chúng ta mới thấy rằng cái công phu tu hành và cuộc đời còn lại chúng ta sẽ khác đi. Nhưng có điều là những người vào Phật Pháp còn non á, chúng tôi vùng dùng cái từ là còn hơi non nớt. Như vậy là họ đã thấy đặt cái quyền lợi của cá nhân được tính toán rất là kỹ lưỡng. Để rồi mình phải thủ cho cái gì? Ví dụ như bây giờ mình tới chùa, mình tới Tam Bảo, mà nếu như cái này nó có cái gì á, thì mình vẫn còn có cái đường để mình rút. Đúng không? Đa phần là như vậy. Khi chúng ta đến Tam Bảo rất là nhiều cái để tính toán, để dè chừng, để phân biện chúng ta sẽ tới đó, phải như thế đó, và có tiền tiến đường thối của mình rất là rõ ràng. Và nếu chúng ta học đạo như vậy thì rõ ràng là chúng ta còn xa lắm, dễ, rất là dễ cho chúng ta thối lui. Những người nào mà chấp nhận đi theo con đường Phật đạo rồi ngã ra một cái để có thể chết vì đạo, và chúng ta có chết cũng chết trong đạo, thì cái đó là cái để khẳng định được cái thấy biết của mình đối với Tam Bảo. Tại khi mà chúng ta đã thấy được tới chỗ này rồi, chúng ta thấy được lòng từ của chư Phật và chư Đại Bồ Tát rồi, thì dù cho chúng ta có gì đi nữa thì chúng ta cũng chết trong vòng của Tam Bảo, sẵn sàng chết như vậy trong mọi thời mọi lúc, không có cái chuyện hẹn, đúng không?
Ví dụ như bây giờ mình nói là con cũng lỡ cái này rồi, con cũng lỡ cái kia rồi, nó để cho con sắp xếp xong đi rồi con sẽ tính. Có rất là nhiều người có nhiều cái lỡ lắm. Và có khi cái chuyện đó sẽ lỡ hết một đời của mình không thực hiện được cái tâm nguyện tu hành. Và rồi mình ra đi trong cái mù mịt. Đối với Tam Bảo mình chưa có một cái sự thực sự buông thân mạng để rớt trọn trong đó. Chưa có lần nào như vậy. Thì biết rằng Phật Pháp với mình còn rất là xa. Chưa có một người nào dám phải nói là buông trắng cuộc đời của mình. Chúng tôi dùng từ là buông trắng, không hề có bất kỳ một cái chuyện gì khác ngoài cái việc phải sống chết với đạo lý. Phải ở trọn trong ngôi nhà Tam Bảo, không có đường để thoát. Và ngày nào đó mình thấy mình không còn ra được, mà không phải trong đời này mà mãi mãi những kiếp về sau, mình không cách nào rời khỏi ngôi nhà Tam Bảo được. Đó là cái thấy của mình chứ không phải nguyện và xin nữa. Mình thấy chắc rằng với cái thấy nhìn này, với cái công phu này, với cái kiến thức và cái phước báo của mình biết chắc rằng mình không bao giờ rời Tam Bảo được. Phật có đuổi mình cũng không ra được nữa. Phải nói tới một cái câu như vậy thì người đó mới được gọi là đủ lòng tin đối với Tam Bảo. Còn bây giờ mình cũng dè dặt đủ thứ điều, nếu mà cái đó được thì chúng ta tới một chút nữa, còn không được chúng ta sẽ có một con đường khác để mình thoát. Dù sao thì mình cũng có một cái lối đi riêng cho mình. Cho nên đến trước Tam Bảo là chúng ta rất là nhiều cái tính toán, nhiều cái dè dặt. Và cuối cùng thì Phật Pháp tự mình từ chối, tự mình gian xa đối với chánh Pháp, đối với Tam Bảo. Nên là chúng ta khi mà chúng ta thấy được cái tâm nguyện của chư vị Đại Bồ Tát như thế này, thì chúng ta tự biết rằng là cái lòng từ của chư Phật lại còn lớn hơn gấp nghìn trùng nữa. Thì như vậy là khắp Pháp giới mười phương nào, chỗ chúng ta ở chùa hoặc là ở nhà hoặc là bất kỳ một nơi nào vẫn có sự thấy biết của chư Phật và chư vị Bồ Tát, thì chúng ta rất là yên tâm trong cái việc tu tập. Dù chúng ta lên tới núi cao, vào trong rừng sâu, ở một cái chỗ vắng người, nhưng mà khi chúng ta đã tác ý tu tập thì luôn luôn có sự gia trì hộ niệm của chư Phật và chư Bồ Tát, và cũng như đạo tràng chúng ta ngồi tại đây. Chúng ta đừng nghĩ là mình có cái đầu óc sắp xếp, đầu óc tổ chức để mình tạo được một cái buổi lễ một cách yên ổn. Và người nào thấy vậy là người đó sẽ bị mất phước. Thật sự á, chúng ta được ngồi yên ở đây trong 5 phút, 10 phút hoặc 1 tiếng thôi, với bản thân của từng người được ngồi ở đây. Đừng nghĩ là mình có sức khỏe, mình được thế này, mình được thế kia để mình có thể làm chủ mà mình ngồi đây được 1 tiếng. Nếu như không có một cái lực gia trì hộ niệm của chư vị Bồ Tát, của chư Phật không gìn giữ, chúng ta ngồi đây yên được 1 tiếng đâu. Chúng ta nên biết điều này. Ngày nào mà chúng ta còn sống yên bình được, ngày nào mà chúng ta còn có thể tu tập được theo ý của mình, thực hiện được những cái tâm nguyện thiện, những tâm nguyện lành của mình, thì ngày đó chúng ta nên cúi đầu đảnh lễ tạ ơn chư Phật, chư Đại Bồ Tát, và nhất là Ngài Phổ Hiền ở đây. Tức là khi ví dụ bây giờ bữa nay chúng ta tác ý, chúng ta tới chùa Long Hương để chúng ta nghe Pháp, tức là chúng ta bắt đầu cái gì? Bát giả thường tùy học Phật rồi đúng không? Thực hiện cái nguyện thứ 8 Ngài Phổ Hiền là đi đi học Phật Pháp. Đó thì vậy là khi chúng ta tác ý rồi là sẽ động tới cái từ tâm của Ngài Phổ Hiền. Cho nên Ngài Phổ Hiền xuất hiện đã so đảnh, đã an ủi, đã dẫn dắt chúng ta đi tới nơi tới chốn để chúng ta được ngồi yên đó mà học. Chứ không phải là chúng ta tự có khả năng tự chủ mình. Đây là điều mà mình phải biết. Cho nên là một phần do nhân quả phước báo để nó tự ổn định chúng ta trong 1 giờ, 2 giờ. Điều đó nó có chứ không phải là không. Nhưng mà chúng ta phải thấy một cái điều sâu hơn nữa là bất kỳ một cái sinh hoạt nhỏ nhiệm nào chúng ta cũng vẫn được sự gia trì hộ niệm để mình sống, gọi là gì? Nếu mà là người biết ơn, đối với Đức Phật dạy là người biết ơn và đền ơn, thì dù sống xa Đức Phật ngàn dặm vẫn như chúng ta đang sống bên cạnh Đức Phật. Còn người mà đã nhận cái ơn người khác mà không biết, thì dù dù sống gần Phật như sống xa Đức Phật, đúng không? Thì vậy là bất kỳ thời nào mà chúng ta với đầy cái lòng hiểu biết và tri ân đối với chư Phật, chư Bồ Tát, thì chúng ta sẽ liền có cái sự yên bình. Vì sao? Vì chúng ta đã có Phật, chúng ta ở sở bên cạnh Phật rồi. Thì ở đây đối với Ngài Phổ Hiền, Ngài là cái người mà từ khi Ngài phát nguyện tu hành để lợi ích quần sanh khắp mười phương pháp giới này, và phát nguyện làm pháp vương tử cho hằng hà sa số chư Phật từ ngàn xưa tới giờ, còn hơn số cát sông Hằng nữa, và mãi mãi về sau, ở bất kỳ cõi giới nào có chư Phật thành Phật, thì nơi đó lại có Ngài Phổ Hiền xuất hiện để hộ vệ dòng pháp đó. Và bất kỳ ở nơi nào có một chúng sanh tu tập,
thì nơi đó liền có Ngài Phổ Hiền xuất hiện để hộ trì, để gìn giữ, để bảo hộ và để làm cho mình sớm thành tựu cái đạo nghiệp của chính mình. Cho nên là nếu mà chúng ta tu được tinh tấn chút nào, chúng ta thành tựu một chút công phu nào, thì chúng ta nên biết là chúng ta đã được Ngài Bồ Tát Phổ Hiền trợ giúp mình, phải không? Trợ giúp mình để mình có thể tiến thủ được trong công phu. Thì như vậy là với cái nghe của Ngài Phổ Hiền á, cái nghe của Ngài Phổ Hiền không phải là một chúng sanh nói bằng ngôn ngữ của mình nữa, không? Cái nghe này chúng ta mới thấy khủng khiếp rồi. Chỉ cần một chúng sanh, Ngài nói là một chúng sanh nào trong tâm phát khởi được một hạnh lành. Chúng ta thấy dễ sợ chưa? Tức là khi chúng ta chỉ cần phát khởi một hạnh lành thôi, thì dù người đó ở cách ngoài cái thế giới như số cát sông Hằng, ví dụ như bây giờ ở đây là cái hành tinh của mình, mà cách hằng hà xa số hành tinh khác nữa, mà nó nhiều xa như số cát sông Hằng đó, thì khi đó Ngài Phổ Hiền cũng phân thân tới bên cạnh chúng ta liền. Đây là điều dễ sợ. Thật ra chúng ta thấy là cái hạnh của Ngài Phổ Hiền nó cũng cho với hạnh của Ngài Quan Âm gần giống nhau, gần giống nhau. Nhưng mà sâu sắc hơn. Chúng ta phải dùng cái từ là rất là sâu sắc. Tại vì Ngài nói là chỉ cần một chúng sanh là tác ý thôi, xa mà xa hằng hà, xa số thế giới như số cát sông Hằng, tức là xa thật là xa, chứ không phải trong cõi mình nữa, không phải trong cái cõi quốc, cái cõi ta bà của mình, mà xa thật là xa, thì Ngài Phổ Hiền cũng xuất hiện bên cạnh. Mà Ngài nói là dù đến đó, cái người đó cái nghiệp chướng sâu nặng đến mức là không thấy được, không phát hiện được Ngài, nhưng Ngài vẫn thầm kính so đảnh mình. Biết ở đây quý vị nãy giờ có thấy Ngài Phổ Hiền so đảnh mình chưa? Khi chúng ta phát tâm làm một điều thiện, tức là chúng ta học Phật, thì sẽ được Ngài, Ngài âm thầm gia hộ như vậy. Như vậy là cái nghe của Ngài Phổ Hiền, chúng ta tưởng tượng nha, tưởng tượng giống như cái gì? Giống như một cái bong bóng mà được thổi phồng lớn, mà nó lớn khắp ở cái pháp giới này. Cho nên chỉ cần mỗi người mà đụng cái tay nhỏ vào bất kỳ một cái điểm nào trong cái bong bóng là đều nhận rõ. Tức là Ngài Phổ Hiền gần như là một cái hư không mênh mông vậy. Bất kỳ mỗi cử động nhỏ nhiệm nào trong pháp giới mười phương này thì Ngài Phổ Hiền rõ biết. Mà Ngài rõ biết, Ngài dùng từ là nó giống như nhĩ căn viên thông của Ngài. Cho nên khi mà Đức Phật nói về cái chỗ viên thông á, thì Ngài nói cái bản nhân của Ngài là do cái tâm nghe được phát sáng. Tức là dùng cái tâm nghe để phát sáng. Và cái điều nữa là gì? Là phân biệt tự tại. Chúng ta nghe kỹ cái câu kết này. Thứ nhất là cái tâm nghe phát sáng. Thứ hai là cái phân biệt tự tại. Bây giờ trở lại cái nghe của mình nè. Của mình có phải phân biệt tự tại không nha? Ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi nghe chúng tôi nói chuyện, hoặc là trong ngày chúng ta sinh hoạt, chúng ta đi ngoài đường, hoặc là ở trong nhà, hoặc ra chợ gì đó, chúng ta nghe người khác nói chuyện, chúng ta nghe những âm thanh chung quanh, thì thứ nhất là chúng ta nghe bằng cái gì? Nghe bằng lỗ tai, đúng không? Thứ hai là chúng ta cái gì? Sẽ có sự phân biệt. Thì cái phân biệt đó là tâm, nhưng mà đó là cái vọng tâm, cái vọng thức phân biệt của chính mình. Cho nên chúng ta phân biệt làm sao? Phân biệt xong thì là thành cái gì? Thành vướng mắc, đúng không? Thì mình phân biệt để cái này là đúng, cái kia là sai, cái này là phải, cái kia là trái, cái này dễ thương, cái kia thấy ghét. Thì nghĩa là chúng ta phân biệt mà không tự tại, gì chúng ta còn kẹt trong tâm thức. Còn Ngài Phổ Hiền là do cái tâm nghe phát sáng. Chúng ta phải thấy rõ này để khi mà đi vào cái nhĩ căn viên thông của Ngài Quán Thế Âm á, thì lúc đó chúng ta sẽ bật ra cái chuyện chính trong cái pháp mà nhĩ căn viên thông được Đức Phật chọn. Như vậy là nghe không phải bằng cái lỗ tai nữa, nhưng mà bằng cái tâm. Ngài dùng mà cái tâm cũng không phải là cái tâm bình thường, mà cái tâm đó nó nhận biết được âm thanh bằng cái ánh sáng của trí tuệ, chứ không phải bằng cái sự thấy biết của cái nhĩ căn và cái sự phân biệt của vọng thức. Thế như vậy là Ngài ở trong cái pháp giới tánh để Ngài nghe, Ngài ở trong cái toàn tri để Ngài nghe, Ngài ở trong cái sự giác ngộ để Ngài nghe. Thì vậy là cái nghe đó nó tỏ thông khắp pháp giới mười phương này một cách rất là tự tại.
Khi tự tại rồi thì sao? Thì không có chướng, không có ngại. Đúng không? Bây giờ mình nghe mình có chướng không? Chướng, có những câu nghe dễ chịu, những câu nghe cái sôi máu liền. Nghe nhiều câu là ăn không ngon, ngủ không được luôn, tức là mình nghe không tự tại. Như vậy là mình không phải là nghe bằng cái tâm nghe phát sáng. Như là cái lỗ tai chúng ta nó chỉ là cái phương tiện để có thể tiếp nhận cho báo cho cái tâm thức này thôi. Hai cái con đường chúng ta phải thấy. Khi mà chúng ta nghe bằng cái lỗ tai, nếu chúng ta vẫn chưa có thoát ra được cái căn trần, chúng ta sử dụng lỗ tai để chúng ta nghe âm thanh. Thì khi mà chúng ta ghi nhận âm thanh thì cái âm thanh đó bắt đầu được chúng ta ghi nhận qua tâm thức, và nó sẽ trở lại báo cho cái thức của mình thấy rằng mình đang nhận biết âm thanh một cách rất là nhạy bén. Mà do nó nhạy quá, mình không có kịp để mình phân biệt là cái thức làm hay là cái trí làm. Và nhưng mà cái lúc chúng ta tu tập cái trí, chúng ta chưa đủ cái sáng á, chưa đủ cái nhạy cảm á, chưa đủ cái linh thông nhạy bén á, thì chúng ta không có minh định được cái hai con đường đi của một âm thanh tới mình. Chúng ta dùng hai con đường đi. Một con đường đi vào tâm thức để đi vào con đường vướng mắc, và một con đường rất rõ ràng của trí tuệ để đi vào con đường tự tại. Và khi mà chúng ta tiếp nhận âm thanh một cách tự tại á, thì không có cái gì tù động lại ở nơi mình không có. Cho nên khi cái tâm chúng ta phát sáng thì toàn tâm của chúng ta nó phủ trùm khắp pháp giới mười phương này. Cho nên tất cả những âm thanh á, nó đều hiện ra một cách rõ ràng ở nơi cái tâm của mình. Và tâm đó không có, mình dùng cái từ tâm của mình thì nó cũng không phải. Tức là tất cả những âm thanh nó đều hiện hữu bằng cái động dụng đó, nó đang hiện hữu như vậy. Lúc đó đó, nếu mà tâm chúng ta thực sự phát sáng thì chúng ta mất mình khi chúng ta nhận âm thanh. Ví dụ như âm thanh chúng tôi đang nói đây, quý vị vẫn nhận rõ từng lời, từng chữ một. Nhưng mà phút giây này không có mình. Phút giây này chỉ là một cái sự rõ biết mà không phải thân căn. Sự rõ biết mà chúng ta thấy nó không giống như từ xưa giờ mình quen nghe. Không? Từ hồi mà chúng ta bắt đầu lọt lòng mẹ rồi, chúng ta nghe tiếng rồi, chúng ta nhận biết được cái lạ, cái quen thôi. Lúc đó chúng ta chưa biết cái gì, thì chúng ta nghe âm thanh của ba mẹ chúng ta hay là những âm thanh gì mà thường á, thì chúng ta cảm giác nó âm thanh là gần gũi, thân cận, những âm thanh thân thương, những âm thanh quen của mình. Còn những âm thanh lâu lâu chúng ta mới gặp là chúng ta chỉ phân biệt như vậy thôi. Hồi đầu chúng ta chỉ biết quen hoặc là lạ thôi, chứ ngoài ra mình chưa có biết gì hơn đâu. Như vậy là chúng ta lần lần cái tâm thức chúng ta phát triển để chúng ta thấy là quen thì chúng ta cảm tình hơn, lạ thì chúng ta không có cảm tình. Tâm thức nó bắt đầu nó phát triển từ từ. Thì những cái đó nó được ghi nhận, nó tập tành cả đời của mình rồi. Để rồi mình bây giờ là chạm âm thanh tới cái lỗ tai mình là thương hay là ghét, dễ chịu hay là khó chịu, vân vân. Mà nó trở thành một cái gì đó quá nhạy cảm khiến mình không có kịp để nhận ra. Ra khi mà chúng ta, ví dụ như chúng ta đang ngồi đây để chúng ta nghe bằng tâm thực sự, bằng cái tâm mà không phải tâm bình thường, mà tâm phát sáng chứ không phải là tâm thức phân biệt. Thì vậy là bất kỳ âm thanh nào xảy ra ngay tại đây, bây giờ, âm thanh chúng tôi đang nói, âm thanh sột sẹt chung quanh, tất cả những âm thanh ở phía trước, phía sau, quý vị đều nhận rõ. Nhưng mà chúng ta phải mất đi cái người nhận rõ này. Chúng ta gán làm sao tất cả nghe. Chúng ta nghe mà mất đi cái người đang nhận biết có cái thiện, cái thanh tịnh hiện hữu này. Nhưng mà đa số chúng ta bị một cái vướng từ trước đến giờ theo cái kiểu tu thiền. Từ trước đến giờ thì sao? Khi chúng ta ngồi đây, chúng ta nghe âm thanh và chúng ta gắn lắng tâm mình để thực sự thanh tịnh, đúng không? Rồi chúng ta bằng cái thanh tịnh để chúng ta rõ biết âm thanh đó, đúng không? Trước chúng ta công phu vậy. Và chúng ta có cái cảm nhận rằng mình đang có cái thanh tịnh để rõ biết mọi điều nè. Lúc nào cái thanh tịnh nó cũng hiện ra ở đây hết à. Lúc nào mình cũng nhận thấy mình có cái thanh tịnh đó nè. Bây giờ mình nghe cũng thanh tịnh nè. Rồi mình thấy cũng thanh tịnh, có nghĩa là mình thấy mình không phân biệt, mình nghe không phân biệt. Như vậy là công phu khá rồi. Và chỗ này cũng có nhiều thầy chấp nhận đệ tử mình ngộ đạo. Nhưng không phải.
Chúng ta đang làm một tí xíu này nữa thôi. Đang làm tí xíu thôi. Đây là cái gọi là cái chốt để chúng ta có thể mở cửa của đạo và chính mình. Nếu không chúng ta sẽ bị đóng bít ở đây. Quý vị đã tới bây giờ, ví dụ như bây giờ ngồi đây đi, tất cả chúng ta bắt đầu mình trở về cái chỗ thanh tịnh nhất của chính mình để nghe. Chúng ta thử trở lại cái chỗ thanh tịnh nhất của mình để nghe. Thì bây giờ có tiếng động quý vị liền nghe, đúng không? Có tiếng động nữa quý vị nghe nữa, có tiếng động nữa quý vị nghe nữa, mà nghe không phải là nghe một chỗ mà nghe khắp. Thì mình cũng tự cảm nhận rằng mình có cái thanh tịnh, đúng chưa? Ai đây cũng có cái đó hết đó. Chúng ta trở lại với cái chính này đi. Chúng ta cảm nhận rằng mình có cái thanh tịnh nè, đúng không? Thì cái thanh tịnh nó đang rõ biết nè, mà chúng ta cũng không khởi niệm. Không khởi niệm này do công phu chúng ta tới cái chỗ không khởi niệm luôn cũng được nữa, hoặc là chúng ta gán để cho niệm đừng có khởi trong lúc này cũng được luôn, không sao. Nhưng mà chúng ta muốn nói tới cái chỗ, ngang cái chỗ là thanh tịnh rõ biết cùng khắp của mình ngay tại đây nè. Thì lúc mà quý vị nhận biết rằng mình đang có cái thanh tịnh rõ biết, hiện ngay tại đây, chúng ta tới chỗ này đi. Tới chỗ này đi, chúng ta sẽ bắt đầu nói tiếp. Chiếu nữa thôi là chúng ta có thể mở cái cửa này ra nè. Rồi bây giờ chúng ta tới chỗ này chưa? Tới chỗ thanh tịnh rõ biết chưa? Ngay chỗ thanh tịnh rõ biết này thì rõ ràng là còn một cái người nào ở đâu đó nhận biết rằng mình đang thanh tịnh rõ biết mà mình chưa ra khỏi con người này, đúng không? Đúng không? Ai tới chỗ này sẽ thấy chỗ này. Ai đã từng ra vô chỗ này thì sẽ thấy rõ ràng là hiện tại đây mình đang có cái rõ biết thanh tịnh. Và ai có cãi thì mình sẵn sàng mình cãi 8 ngày luôn, mình cũng có rõ biết thanh tịnh mà. Tại vì tôi rõ ràng tôi nghe tôi không khởi niệm đây nè, rõ ràng tôi thấy tôi không khởi niệm thì cái này rất là thanh tịnh chứ gì nữa, đúng không? Chúng ta đi tới cái chỗ chuyên môn, đi tới cái chỗ chuyên môn thực thụ rồi, chúng ta phải đập cái cửa này một cái. Nếu mà đập trúng á là bùng vỡ. Đập trúng là chúng ta sẽ bùng vỡ. Thì giờ đập trúng cái nút này là cái gì? Là còn có một người rất là mong manh đang nhận biết rõ ràng là mình đang rỗng lặng thanh tịnh đó. Người này làm ơn chết giùm đi. Nếu người này không chết thì mãi mãi vẫn là cái người nhận biết được cái sự rõ ràng thanh tịnh. Mãi mãi vẫn có con người nào ở đâu đó thấy rằng chỗ này là thanh tịnh, chỗ này là đạo, chỗ này là thiền, chỗ kia là tự tánh, vân vân. Tất cả những cái chỗ đó sẽ được mình đặt tên và mình tìm cách để mình an trú cái chỗ an tịnh này, đúng không? Từ xưa giờ mình quen cái kiểu này, ra vô cái kiểu này cũng thường lắm. Đôi lúc mà mình mệt quá, mình nằm thả lỏng để mình an trú ở chỗ thanh tịnh, cái mình nói là tôi công phu bữa nay cũng tới rồi đó. Tự nhiên tôi nằm cái là bật ý niệm hết. Bật ý niệm hết là quá sướng rồi chứ gì nữa. Nhưng mà đó là cái cửa ngõ mà có thể chôn nhốt hằng hà sa số kiếp của mình nữa. Cho nên chỗ này phải khéo léo. Một cái dạng mà công phu để đạt tới cái chỗ này á, thì nhiều. Chúng tôi nói là cái cửa ngõ này người ta tới rất rất là nhiều chứ không phải là ít. Có những người mà dùng cái lực để có thể ép mình trong một tiếng, hai tiếng đồng hồ, chúng ta cũng vẫn tới cái chỗ rõ biết thanh tịnh này. Thế thì không cần công phu lâu đâu. Những người nào ý chí mạnh á, họ có thể ép mình tới chỗ này dễ dàng lắm, không có khó. Đó như cái băng phương pháp tọa thiền tôi mà sử dụng những cái hít thở đó là mình ép mình tới chỗ này dễ dàng lắm, không có khó. Nhưng mà khi tới cái chỗ mà rõ ràng thường biết này rồi thì chúng ta còn chút xíu nữa. Nói là một chút nhưng mà đây là một cái thành quách để ngăn chặn cái một bước nữa để thánh hay là phạm. Bể cái này một chút là thành thánh hiền, mà còn nguyên cái này thì cái thành trì, cái phàm phu của mình chưa đập nổi. Gọi là cái thành trì thật sự luôn. Bây giờ nó giống như một cái nút nhỏ để chúng ta phải bấm. Chúng ta phải bấm bể cái nút này.
Và khi một người bể cái nút này thì họ sẽ à lên một cái là rõ ràng từ xưa giờ mình cứ nghĩ nó là đạo. Mà thật sự cái đạo mà khi chúng ta chết rồi nó vẫn không khác cái rõ ràng thường biến này. Đây là một cái chuyện mà cái ngôn ngữ tương đồng như chỗ đến lại không đồng. Thành ra trong chuyên môn người ta có thể nói được cái câu này, nhưng mà với người chuyên môn họ nghe bằng cái gọi là cái tâm phát sáng á, thì họ sẽ biện biệt tự tại. Có nghĩa là gì? Ông dù có nói đúng hết 100% câu nói của tổ, của Phật, nhưng tôi biết rằng ông chỉ tới bằng cái nhận biết của tâm thức chưa ra được. Thật ra có rất là nhiều người mà gọi là trình kiến giải với nhau á, thực sự thì nói thì giả bộ ngồi lắng nghe chơi thôi, chứ thấy cặp mắt chỉ cần nhìn ánh mắt một nụ cười cái là biết là còn kẹt mấy lớp chứ không cần phải trình kiến giải đâu. Nhưng mà chỗ này chúng ta gán phá cho được, tại vì rất là nhiều cái người tu thiền chết tại đây, phải nói là chết không lối thoát. Vì sao? Vì vẫn thấy mình thanh tịnh mà, đi đứng nằm ngồi nó hiện cái rõ ràng thường biết mà. Mình ngủ hay thức cái thường biết này cũng hiện mà, rõ ràng cũng nhận tánh rồi, tự tánh tôi không có lúc nào nó mất hết mà kêu tôi sai sao được, đúng không? Nhưng nó còn một cái không, nó chỗ này nó không phải là sai, nhưng mà nó chưa có sạch cái gót chân mình đang đứng. Làm ơn đi, thấy được cái lòng bàn chân mình đang đứng là cái gì. Chứ bây giờ trời đã thấy, đất đã thấy, chung quanh chúng ta thấy hết rồi, nhưng có một cái chúng ta chưa thấy là gì? Là cái lòng bàn chân chúng ta đang chạm đất, chỗ đó chúng ta không thấy nổi. Chính chỗ này là chỗ kẹt, đúng không? Làm sao mà cho nổ luôn cái lòng bàn chân này thì mọi chuyện mới xong. Thành ra thấy cái người đó kiến giải rất là cận kề, nhưng mà rồi vẫn bị mê mà, chưa quá giải tận nguồn cái lầm mê của chính mình. Còn một tí là còn tất cả. Chúng ta nên nhớ, mặc dù nó là lòng bàn chân của mình mà mình không thấy được, thì vậy là trời cao kia mình thấy cũng là thấy qua một kiến màu thôi, chứ không phải là thấy bằng con mắt thật của chính mình. Cho nên phải nghe một lần trong đời mình, phải nghe bằng cái tâm chứ không phải nghe bằng lỗ tai nữa. Đó, như vậy là nếu như khi mà chúng ta tới đây bằng tâm, mà là tâm phát sáng, bằng tâm giác ngộ của chính mình để mình nhận biết mọi âm thanh, thì chúng ta sẽ có một cái ngữ, một cái ngôn ngữ nào đó nó vượt ra ngoài cái thân của mình để chúng ta nói chuyện. Thật ra có rất là nhiều người nói tới cái chỗ này, tôi nói làm sao mà ra khỏi mình nói một câu nghe đi. Ra khỏi mình nói một câu nghe đi. Nãy giờ nói còn trong mình, đúng không? Chúng ta nói còn trong thân căn ngũ quẩn này. Cho nên tới chỗ này nếu mà nghe bằng tâm thì không phải là thân căn ngũ quẩn nữa, nó sẽ có ngôn ngữ của tâm phát sáng. Và khi ngôn ngữ của tâm phát sáng nói chuyện rồi thì quý vị sẽ thấy rất tròn trịa, không có cái câu nào, không có lời nào, không có nghĩa nào mà không phải là chân lý. Đây là điều tuyệt vời. Lúc đó không còn vận dụng cái gì của thân căn này cả, tuyệt đối không vận dụng thân căn. Mà quý vị thấy thứ lớp và trật tự từ đầu cho tới cuối không bao giờ sai sót. Đó là cái thấy, cái nghe của cái tâm phát sáng, và kèm theo gọi là cái phân biệt tự tại. Hôm rồi, cách đây khoảng 5 ngày, chúng tôi được gặp một thầy. Thầy đó cũng mới vừa nhập thất ra. Trong suốt quá trình nhập thất thì thầy cũng ngộ, thầy cũng chết đi, chết lại nhiều lần. Rớt vào cái chỗ rõ biết hiện tiền, rồi nói chung là cũng được một số thầy của thầy đó xem như thầy ngộ đạo. Thì không biết sao thầy nghe đồn thầy tới đây gặp tôi cách đây khoảng 4-5 ngày. Thì thầy trình bày là thầy cũng giống như nãy giờ mình nói đó, tức là rớt vô cái chỗ rỗng lặng rõ biết mà mất thân luôn. Mà mất lâu lắm rồi nha, mất mấy ngày rồi. Nhưng tôi nhìn tôi thấy còn đen thui à, nhưng mà tôi không muốn nói, tôi cũng để cho thầy nói hết. Tôi để cho thầy trình bày hết tất cả những sở kiến, sở đắc của thầy. Tôi nói là bây giờ thầy thật sự an chưa? Bây giờ thầy thật sự an chưa? Chứ tôi thấy thầy á, có lúc thì an, có lúc thầy bất an, đúng không? Nó nói dạ đúng, chính chỗ đó mà con đi kiếm thầy. Tôi nói thầy chết rồi, còn cái thân đâu mà an với không an. Còn an với còn không an, tức là thầy chưa chết.
đơn giản như thế. Ngồi thì có lúc thanh tịnh, có lúc thì bất an. Mà có lúc thanh tịnh, lúc bất an, tức là có nghĩa là vẫn còn, anh còn thấy vọng tưởng nó là thật thì làm sao an nổi, đúng không? Thấy vọng tưởng nó là thật cho nên nó mới làm mình bất an. Mà vọng đã thấy thật tức là nó thấy lầm rồi, còn thấy tự tánh thì sao trúng. Thấy vọng đã lầm thì đừng có bàn cái chuyện tự tánh. Đó, cho nên là có rất là nhiều người trình kiến giải nhưng mà chúng ta quên vét cái đuôi lầm thòng. Thành ra là khi mà nói chuyện với cái kiến giải ở cái chiều sâu công phu, chúng ta thấy là tính toán bằng tâm thức, nghĩ ngợi. Ví dụ như mình chuẩn bị mình gặp thầy đó, mình nói chuyện vậy, trình bày vậy vậy, nó không có vét hết cái đuôi lòng thầm. Cho nên bị lòi, bị bắt liền tại chỗ. Nó là ra là chúng ta thấy tới chỗ đối đạo Phật nó chuyên môn đến cái mức độ vậy nè. Ví dụ thầy nói chỗ này nó phá, thế vậy chứ rất khó phá. Ví dụ rớt vô cái chỗ lặng lẽ thường tri này phá khó, mà phải nói là khóc ra máu nước mắt chưa ra được cái cửa ngõ này. Nó một điều rất lạ lùng là khi nó tới đó rồi đó thì nó lui cũng khó nữa. Đây là điều rất là khó. Cho nên quý vị thấy cái chỗ này mà mình thông cảm được cái đoạn của cái Ngô Thừa Ân mà diễn tả con khỉ ý thức đó. Nó đã thấy được cái không rồi, thấy được rồi chứ không phải là không, tới luôn chứ không phải là thấy nữa, gọi là tới cái chỗ không rồi. Tới chỗ không rồi thì không thiện không ác, cho nên mới xóa sổ địa ngục và đập phá thiên đường, hai con đường thiện ác là không còn đi nữa. Mà một cái điều lạ là mình không còn đi theo con đường thiện, không còn đi theo con đường ác nha, mà không thể tiến thủ công phu được. Đến cái đoạn này mới thấy rằng cái khổ của người tu. Ai mà thực sự đi vào con đường công phu tới chỗ này khổ lắm. Thà là mình tụt xuống 18 tầng địa ngục để mình khổ đi thì nó còn đỡ hơn cái đoạn này. Quý vị thấy tới cái đoạn này thì mới ghê. Tức là bây giờ mình á, đứng không được, tức là mình đã vượt qua cái chỗ trụ bám của thân tâm luôn, để rớt vào cái khoảng không thực sự hiện ra. Đi đứng nằm ngồi mình thấy rỗng hết, không có trời đất trăng sao, không thiện ác, không có gì hết, nhưng mà công phu nữa không được, mà rút lui lại không được. Cỡ này là chỗ khổ. Nếu như cái khoảng đó là 18 tầng địa ngục thì chấp nhận bỏ tay nằm luôn 18 tầng địa ngục chứ không ra được. Nó có những cái đoạn mà mình không thể dùng cái khả năng công phu để tiến thủ được nữa. Mà đoạn này phải nói tới cái phước của mình. Đây nè, tới đây mới nói là cái phước, mà không phải là cái phước hữu lậu để mình có tiền, có của, có danh, có vọng. Đây là gọi là cái phước vô vi. Phước vô vi, phước này rất hiếm có của những người tu tập. Mà trong Kinh Kim Cang nói là các bậc hiền thánh đều lấy gì? Lấy cái phước vô vi làm căn bản. Phước vô vi là gì? Khi chúng ta đạt tới những cái cảnh giới sâu trong thiền định, nếu như cái nguyện lực chúng ta không đủ, chúng ta không qua được, và chúng ta dừng lại đó. Và khi chúng ta dừng ở đó, có khi một đời ra đi trong cái khoảng không này, mà những người lưng lửng này lại rất là khó thọ thai ở thân sau. Rất khó thọ thai. Mà khoảng này, nếu mà thực sự cái phước duyên chúng ta thật lớn thì chúng ta mới gặp một đại thiện tri thức khiêu nhẹ cho chúng ta qua. Nó chỉ là còn một cái màn sương rất mỏng để cho hành giả nó bước qua. Vậy mà qua không nổi. Trải qua rất là nhiều năm tháng, mỗi lần mà bắt chân người thiền là nó rớt vô, mỗi lần nằm yên chỗ rớt vô, mỗi lần vắng người là nó rớt vô, thậm chí đi đứng nằm ngồi nó rớt vô nhiều ngày luôn nữa. Ra không được. Buông ra rồi, chúng ta ra khỏi cái khoảng không rỗng mênh mông, nó nhẹ nhàng, thanh tịnh của mình rồi á, thì mình lại bất an trở lại. Mà chúng ta cứ hoài như vậy, năm này qua tháng kia, thì cái này chỉ còn một cái đường là lại Phật. Nhưng lúc đó chúng ta không còn tác ý làm cái được gì nữa đâu. Có nghĩa là đầu chúng ta không còn có khả năng sanh ý niệm nữa, nó mới ghê. Rất vậy, cái khoảng không không còn tác ý để làm được bất kỳ một cái gì. Tu nữa thì cũng không có tu được, tại vì có chỗ nào nữa đầu tu không hết rồi. Có một cái ảo gọi là không ngã không pháp hiện ra, mới ghê. Tức là rớt ra cái khoảng không đó, ngã pháp gần như mình thấy nó mất rồi, thấy mất mình luôn rồi. Cho nên thấy cái gì nữa cũng không, nghe cái gì nữa cũng không, ngửi cái gì nữa cũng không, đếm cái gì nữa cũng không, mà chỉ là không thôi chứ không có thêm bớt cái gì. Dễ sợ như vậy. Và cảnh giới này rất là nhiều người chết. Đây là ao tù nước động thực sự. Thành ra nếu như cái đoạn mà chúng tôi nói á,
cái đoạn đầu á, nhất là trong kinh Kim Cang mà nói tới cái đoạn bố thí ba la mật, mà chúng ta không thực sự ba la mật thì chúng ta bị vướng chỗ này liền, vướng liền không ra khỏi. Cho nên những người tu thấy vậy, chứ những cái khúc quanh này nếu không có người đủ kinh nghiệm là một, khúc quanh này cái phước báo chúng ta không đủ lớn. Những cái đoạn mà chúng tôi nói là nhân duyên phước đức, thì đây chính là cái phước vô vi của mình. Nếu như mình có phát tâm phát nguyện đúng đối với chánh pháp thì chỗ này cái lực đó nó tạo thành một cái loại phước vô vi để nó đẩy chúng ta qua. Còn không tới đây dừng lại, tới đây dừng lại. Phàm phu thì không phải là phàm phu, nhưng mà thánh hiền thì chưa phải là thánh hiền nữa. Chỗ này không biết là cái gì đúng không? Bây giờ địa ngục xóa sổ rồi, thiên đường xóa sổ rồi, thì tề thiên thuộc cái loại gì? Cho cái chức bậc mã ôn để chăn ngựa, ngựa đâu còn chăn, tức là sạch rồi, không có còn ngựa để chăn nữa đâu. Không có còn ngựa để chăn cho nên mới quậy luôn cung đình, chứ nếu còn ngựa để chăn thì cũng vui. Nhưng một bầy ngựa đó nó chỉ là một cái gì rất ảo đối với một người đã thấy không, cho nên họ chấp nhận chăn từng con ngựa nữa. Chỗ này là chỗ khó qua. Thật ra nếu một người mà thật, phải nói là thật tâm đối với cái đạo giác ngộ của Đức Phật, thì chúng ta phải có đầy đủ cái nguyện lực của mình. Cái bài mà chúng ta chọn cái bài phát nguyện đó để tạo thành một cái tiềm lực khi chúng ta đi sâu vào công phu. Thì cái này hằng đêm chúng ta phải phát nguyện, chúng ta lại Phật chúng ta phát nguyện thường xuyên như vậy. Nó, cái nguyện nó trở thành một cái loại lực để có thể nó đẩy cuộc đời chúng ta đi đúng với cái gì mà mình muốn trong cái bài phát nguyện này. Thì khúc quanh này nó có thể nó qua. Một khúc rất là ngặt, tại vì cái cua này có thể là thành thánh, thành phàm liền. Qua được thì là thánh, mà không qua được thì trở lại phàm phu. Mà nó cứ phàm phu nó cũng không phải phàm phu. Tức cái là thà mình làm phàm đi và cái là thành thánh, nhưng mà nó không chịu thành thánh, mà nó không chịu tuột xuống phàm phu. Khó là khó chỗ này. Như vậy là quý vị thấy cái cách diễn tả Ngô Thừa Ân là một cái sự thao thức mãnh liệt của con khỉ đã bị nhốt trong ngũ hành sơn. Đó, ăn như ăn ngòn chắc nóng, mà uống như uống nước đồng sôi. Quý vị thấy là cái cuộc đời này hoàn toàn vô vị, cả tam giới này vô vị. Thì lúc đó thật sự nó vô vị rồi. Khi mà rớt vào cái không đó là cái thế gian này hoàn toàn không còn vô vị nữa. Vậy đó mà phá ra không được. Cho nên khi mà chúng ta đi tu tập, đi sâu và chuyên môn tới những cái chỗ này, thì phước duyên nhiều đời của mình á, thì mình được có một thiện tri thức bên cạnh, họ thấy được mình. Chỗ này thì các vị thấy rõ lắm. Tức là cái thần nhãn của mình á, khi mà còn phàm phu á, cái thấy vẫn đục, nó vẫn hiện ra nha. Khi quý vị công phu một tầng để nó sáng một phần nào đó trên cái thần nhãn mình, người thiện tri thức họ nhận ra. Và hay ở chỗ là người ta kẹt, thiện tri thức nhận ra. Và kẹt đến cái tầng nào các vị thiện tri thức thấy rất rõ tầng đó và có cách để phá chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta đã có một cái duyên lành được gặp một cái bậc thầy thực sự á, thì đó là cái duyên nhiều đời nhiều kiếp của mình, đi theo thầy đó hay sao đó không biết, nhưng tới những khúc quanh này chúng ta mới gặp. Còn không tự mình phá thì phải dùng cái phước mà ngàn đời ngàn kiếp tu tập của mình, chứ không phải là một đời đâu, rất là nhiều ngàn đời ngàn kiếp tu tập tới chỗ này tự mình mới qua. Cái ải môn quan này rất là khó qua, quan ải này thì mới xong. Ra tới cái chỗ mà lặng lẽ thường ti rõ biết của chính mình, thì nên biết rằng chỗ đó chỉ là vẫn còn cái sự tiếp nhận của mình còn nguyên. Mình thấy rằng mình có cái lặng lẽ thường tri, và cái đó nó thiện hiện hữu ở nơi mình không mất. Đương nhiên là tôi không có cãi là nó mất, nhưng còn một chút mình ở đâu đó phải tìm cho ra. Tới lúc đó chúng ta phải làm gì? Quay lại coi ai là người nhận biết có cái lặng lẽ thường tri. Quay lại tìm đi coi ai, người đó là ai. Khi chúng ta tìm, ví dụ như bây giờ chúng ta trở lại cái lặng lẽ thường tri đi. Ở chỗ này là chúng ta đang lặng yên hết mà rõ biết mọi âm thanh đang hiện ra ngay tại đây. Bây giờ chúng ta đang hiện ở cái khoảng này. Thì bây giờ chúng ta có một cái chút nhận thầm thầm, rất là thầm kín sâu tận trong đáy lòng mình, thấy là mình đang lặng lẽ, mình đang thanh tịnh. Đúng không? Tức là còn có một sự chấp nhận lặng lẽ thanh tịnh là sai. Đối với đạo còn lấy còn bỏ là còn sai. Mình biết cái chỗ này,
Để khi mình thấy ngầm ngầm, mình thấy ở chỗ này thanh tịnh rồi, chỗ này đúng rồi, chỗ này phải rồi, chỗ này là đạo rồi, biết rằng mình đang sai, vì mình đang còn có chỗ để có thể chấp nhận. Dù chỗ đó là chỗ lặng lẽ thanh tịnh, đó là lỗi. Phải thấy ra được cái lỗi này. Chứ nếu mình thấy ở chỗ này là lặng lẽ thanh tịnh, mình chấp nhận nó thì đâu có lỗi gì đâu. Tại vì tôi nhận đạo mà có gì đâu lỗi, đúng không? Mà từ xưa giờ rất là nhiều người nhận chỗ này mà không thấy cái lỗi mình còn có chỗ để mình nhận. Ai nhận? Mình. Thì vậy là còn nguyên mình ở đó, để có đạo để mình nhận, có chỗ để mình trụ, có chỗ để mình bám là mình sai. Thấy ra cái lỗi này giùm tôi một cái ha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi thấy được lỗi rồi thì bây giờ coi ai là người nhận đạo, người nhận đạo đó đang ở đâu, đang như thế nào. Chúng ta xoay lại để chúng ta nhìn cái người nhận nó đi. Và khi mà chúng ta nhìn thì tự động nó mất. Nhớ chưa? Nếu chúng ta công phu thì chúng ta nên bình tĩnh để nghe cái đoạn này, để đi vào công phu. Thì bây giờ khi mình nhìn lại thì cái đó nó mất rồi. Mình nhìn lại mình thấy mình đâu có ai đâu, nó chỉ có cái lặng lẽ thường tri thôi. Và đó là đáp số của mình. Nhưng mà chưa. Vì sao? Vì còn cái người nhìn để mất đi cái mình, đó là một ẩn ngã khác. Ẩn ngã đang nhìn, ẩn ngã đang tìm cái con người nào để nhận đạo. Bây giờ mình tìm, mình thấy là cái người nhận đạo nó không có, đúng không? Thì vậy là còn cái gì? Còn cái người đang tìm kia kìa. Mình phải thêm một cái nữa là mất cái người đang tìm này luôn. Tức là mình thả lỏng để cái người mà quay lại tìm có ngã, có pháp này mất một cái nữa đi. Thì chúng ta còn cái gì nữa? Còn không? Tới đó còn không? Chưa mất dấu đâu. Còn tí xíu nữa là gì? Chúng ta phải mất đi cái người mà thôi dứt cái tìm sâu tận trong đáy lòng chúng ta. Thì lúc đó là chúng ta sẽ rớt vào một cái gì đó lạ lùng lắm. Chúng ta tự động bị mất hút, một cái sự chơi vơi mất hút rất là khó chịu. Giống như chúng ta tưởng tượng như đang đứng trên núi cao, bị rớt một cái ra ngoài hư không, chứ không còn chỗ bám nữa. Chúng ta bị hụt hẳn một cái hoàn toàn, vì bản ngã lúc đó đã bắt đầu bị mất. Thì nếu như cái phước chúng ta lớn á, thì khi mà chúng ta một cái choáng ngợp để mất mình là chúng ta được cuốn ở trong đạo lý luôn, có nghĩa là tan luôn, để rồi chúng ta không còn mình trong cái khoảnh khắc đó. Thì lúc đó không còn cái người và không còn đạo, mà chỉ hiện cái là giống như chúng tôi nói trong bài đạo ca là toàn tri hiện hữu như hiện hữu, chứ không nói trước nói sau, nó trong ngoài không ta không người, chỗ này toàn tri hiện hữu là hiện hữu của cái toàn tri thôi. Thì cái đầu tiên là chúng ta phải không phải nhận biết cái toàn tri nữa, mà chúng ta phải mất cái mình một cách tuyệt đối. Thì chúng ta có một cái khoảng ngắt giữa cái cuộc đời chúng sanh và thánh hiền, có một khoảng ngắt. Quý vị sẽ thấy là một khoảng ngắt nó mất mạng mình thật sự, chứ không phải nói chuyện chơi chơi được, không phải nói chuyện ngủ quẩn ra không là một cái gì đó bình thường. Ngắt mất cái mạng của mình, lúc đó là mình bị một cái gì đó nó làm tan biến một cách tuyệt đối. Một khoảng là không còn có ai nữa hết. Một cái khoảng quý vị rớt vào cái khoảng chơi vơi thật sự, không còn biết cái kiểu của từ trước đến giờ. Hết rồi. Tất cả những cái thấy biết từ trước giờ có thân căn ngũ uẩn này một phen hết liền. Và một choáng xảy ra. Choáng không phải để chúng ta té ngã gì đâu. Lúc đó chúng ta vững còn hơn trụ đồng nó nếu chúng ta đang đứng. Dù chúng ta đứng một chân chúng ta vẫn vững cái chỗ này. Lạ lùng một cái là khi đạo xuất hiện thì tất cả mọi cái đều rất là vững vàng, an tịnh. Cho nên dù chúng ta đang chạy xe đi nữa, nó cũng đang vững vàng và an tịnh, chứ không phải là chúng ta đi bộ. Đây là điều đặc biệt khi xảy ra chuyện này. Thì vậy là cái khoảnh khắc chúng ta gần như bị mất hút một cái rất là kỳ lạ. Thì phước chúng ta có, chúng ta nói là phước vô vi chúng ta có. Sau những cái phen chúng ta tẩy rửa một cái đoạn cuối ba lần như vậy, cái lần mà đặt lại mình, rồi là mình bỏ cái đặt lại, bỏ cái suy nhìn, đúng không? Bỏ cái suy nhìn rồi mình mất luôn cái bỏ suy nhìn đó là một cái chúng ta sẽ rớt vào. Thì cái khoảng ngắt đó chúng ta mất luôn. Khi mà chúng ta mất luôn cái khoảng ngắt đó là tự động. Cái việc này là tự động thôi chứ mình không còn làm gì được nữa.
Là tại vì sao? Tại vì không còn mình, cho nên mình không còn chủ động được cái gì đâu. Nếu quý vị mà khi nhập đạo mà còn một tí siêu chủ động thì là không phải. Cho nên có rất là nhiều người đặt chúng tôi câu hỏi là thầy làm ơn thầy chỉ con sao con trụ trong tự tánh. Tôi nói là anh còn muốn trụ thì anh đi ra ngoài tự tánh rồi đó chỉ. Tôi không phải chỉ anh đi ra ngoài, bỏ luôn cái muốn trụ này đi thì mới có thể hòa nhập. Và khi hòa nhập rồi thì cả thân lẫn tâm chúng ta trong một khoảnh khắc đó là hoàn toàn tan biến, để mình hoàn toàn không còn có cái chủ động hay là bị động. Mất cái chủ động hoặc là bị động, cho nên nó ra khỏi cái gọi là lấy và bỏ, hiểu không? Chỗ đó không phải là cái chỗ lấy và cũng không phải là chỗ bỏ. Cho nên đến thật đạo thì lấy cũng không được, bỏ cũng không được, trụ cũng không được, mà không trụ cũng không được. Tất cả đều không được, gọi là tuyệt bách phi, là do 100 cái không có đúng, là nó không phải cái chỗ này. Mà nó là hiện hữu. Mình dùng cái từ hiện hữu là cái cũng là một cái từ rất là gượng gạo, nhưng mà muốn diễn tới cái chỗ đó là phải diễn tới cái câu đó thôi, chứ không hết ngôn ngữ để tôi có thể nói câu khác. Nhưng mà nó chỉ là một cái sự hiện hữu rõ biết trong ngần đó đó. Nhưng mà nó chỉ là nó thôi. Toàn pháp giới này hiện hữu như nó đang hiện hữu một lần, chứ nó không có cái gì khác hết. Thì vậy gọi là tâm phát sáng. Và lúc đó thực sự là khắp pháp giới này được chúng ta biết một lần. Đây là một điều mà quý vị thấy là cộng hết tất cả cái trí tuệ của hằng hà sa số chúng sanh khắp mười phương pháp giới này cũng không thể hiểu được mãi may vậy chuyện này nữa. Cho nên Đức Phật nói là trí tuệ như ngày Xá Lợi Phất mà kỳ rồi mình học ha, mà như lúa mè tre lao mà muốn biết nói chuyện này còn không thể biết một chút phần. Nghĩ sợ. Trong kinh Diệu Pháp Liên Quan Đức Phật có nói điều này. Thế nên là cái này không phải là cái tưởng để mình có thể nghe pháp pháp giới theo cái kiểu ngày Phổ Hiền. Cái này không phải là cái tưởng, mà nhập trong pháp giới. Để rồi khắp pháp giới là mình, cho nên một động đậy của pháp giới chính là mình động đậy, cho nên biết khắp pháp giới này. Phút đó phải xảy ra với một hành giả tu tập mới gọi là tâm thực sự phát sáng và phân biệt tự tại. Còn nếu không là không có tự tại. Nhưng có một điều là tới lúc đó rồi đó ha, một manh nha nhỏ nhiệm nhất khắp pháp giới này đều rõ biết một lượt không lầm lẫn, cho tới cái thô động ở bên ngoài. Vì vậy mà đầu quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa là gì? Trên mà tới trời hữu đảnh, dưới thấu tới địa ngục A Tỳ là điều rõ biết, khi mà chúng ta không còn thấy hai bên. Đó là chỗ gọi là tâm phát sáng để phân biệt tự tại. Còn nếu không chúng ta phân biệt bị vướng, phân biệt nào cũng bị vướng hết, chỉ tới đó mới gọi là tự tại. Mà không phân biệt thì lại là không phải. Hồi nãy rớt vào cái chỗ không, nhưng nó không đủ sức phân biệt, cái gì nó cũng là không. Khác nhau chỗ này, khác nhau chút chỗ này. Và rồi cái phân biệt của phàm phu thì lại khác nhau khác nữa, tức là khởi niệm để có thể phân biệt. Nhưng cái này không phải phân biệt bằng ý. Phân biệt nhưng mà không phải là ý, chứ không phải là không hoàn toàn. Thì vậy là chúng ta mới bắt đầu thấy cái sự linh thông tuyệt đối. Phút giây đó là vượt qua tất cả những cái thọ nhận của thân tâm. Cho nên là chúng ta thấy giống như nó vượt cái tầm diệt thọ tưởng định của các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán là nhập vô cái định cuối cùng là diệt thọ tưởng định. Thì cái phút giây các vị A-la-hán diệt cái thọ và cái tưởng ở trong thân tâm này, thì nó cũng giống như các vị này mất đi tất cả những cái thọ cảm của thân tâm. Mất hẳn, chứ không phải nói chuyện gì khác đâu. Không có cái thầm nhận, thầm biết gì ở đây hết trơn á. Không có lặng lẽ thường tri nữa. Câu khác chứ không phải là câu lặng lẽ thường tri nữa. Là câu khác. Đó thì như vậy là mới được gọi là chúng ta nhập trong pháp giới tánh toàn chân. Và khắp pháp giới này chỉ có một cái duy nhất đó. Và phút giây đó khắp pháp giới này là toàn tri, mới được gọi là triệt ngộ đối với đạo thiền. Và tới chỗ này cũng vậy. Thì khi mà chúng ta ở chỗ này rồi á, thì khắp pháp giới mười phương cái gì chúng ta cũng biết. Phút giây đó chúng ta biết hết. Biết mà không có ta, biết mà mất mình rồi. Cái biết đó không còn ai ở đó nữa hết. Chỉ là biết khắp. Đó là một điều rất đặc biệt của một người khi nhập thiền, gọi là nhập thiền chánh thống của đạo Phật. Đây là một cái loại định gọi là đại định, gọi là Phật định, là thủ lăng nghiêm định đó, là tới chỗ này. Đại Phật đảnh thủ lăng nghiêm định là chỗ này.
Còn không là chúng ta không không có biện biệt cách nào mà bị mà được tự tại cả. Nên chúng ta nên biết như vậy. Như vậy là đối với Ngài Phổ Hiền tới chỗ đây là chỗ mà Ngài muốn nói với chúng ta rằng là cái bản nhân là do tâm nghe phát sáng và phân biệt tự tại, đó là cái nhĩ thức viên thông của Ngài Phổ Hiền. Chúng ta học qua cái bài kế là do tỷ thức chứng viên thông. Ông Tôn Đà La Nan Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: Con khi mới xuất gia theo Phật vào đạo, tuy giữ đủ giới luật, nhưng lúc tu tâm ma địa, tâm thường tán loạn, chưa được quả vô lậu. Đức Thế Tôn dạy con và ông Câu Hy La quán tưởng tướng trắng ở chót mũi. Khi con bắt đầu tu quán ấy, trải qua 21 ngày, thấy hơi thở ở trong mũi ra vào như khói, thân tâm bên trong sáng sôi thông suốt cả thế giới, khắp nơi thành trống không thanh tịnh như ngọc lưu ly. Tướng khói lần lần tiêu hết, hơi thở hóa thành sắc trắng. Đến khi tâm được khai ngộ, các lậu sạch hết, các hơi thở ra vào hóa thành hào quang soi khắp mười phương thế giới, được quả A-la-hán. Thế Tôn thọ ký cho con sẽ được quả Bồ Đề. Nay Phật hỏi về viên thông, con dùng pháp nhiếp thu ý niệm ở nơi hơi thở, yên lặng lâu ngày phát ra ánh sáng suốt. Sáng suốt viên mãn diệt hết các lậu, đó là thứ nhất. Ở đây rất rất là chuyên môn nữa. Thì tới những cái chỗ, những cái tầng chuyên môn. Đây là những người nào mà phải nói là quá thao thức về tâm linh á, học mấy chỗ này chúng ta mới cảm giác hứng thú. Còn mà thường thường chúng ta thấy nó là một cái gì ở đâu chứ không phải là cái chuyện của mình. Ở đây chúng ta bắt đầu từ từ đi vào cái đoạn này. Thì cái này là cái mà tất cả chúng ta đều phải đi vào. Tại vì khi mà chúng ta tu tập là dứt dụng hơi thở, và những cái đề mục hơi thở như ở đây nó không phải là sổ tức nữa, mà Đức Phật dạy Ngài Tôn Đà La Nan Đà. Vậy là đối với Ngài là Ngài tu tập rất là tốt trong giới pháp của Đức Phật. Nhưng mà khi thiền định á, tu tâm ma địa, tức là bắt đầu tu thiền thì tâm tán loạn. Thì Đức Phật dạy ông và cái ông Câu Hy La quán tưởng tướng trắng ở chót mũi. Tức là khi chúng ta ngồi lại thì chúng ta hít thở, thì Đức Phật dạy là quán cái tướng trắng thôi, Đức Phật không dạy gì thêm và ông cũng không lý luận gì thêm. Khi ông nhận được cái pháp tu từ Đức Phật rồi á, thì ông ngồi để ông thấy cái hít vào thở ra, thì thấy hơi thở trong mũi ra vào như khói. Chúng ta lâu nay có ai ngồi thấy cái khí trắng ra vào lỗ mũi chưa? Chưa đủ thiền định. Chưa đủ thiền định. Khi mà chúng ta công phu tương đối thanh tịnh chút, chúng ta phải thấy được điều này. Thật sự nó ra vào như khói ở phía trước chứ mặt mình chứ không phải là không có. Tại vì cái không khí đi vào, những cái phân tử khí chạy ra chạy vô, nó có tướng rõ ràng lắm. Chúng ta thấy nó y như khói ra vào thật sự. Nhưng ở chỗ này nó có một cái khác nè. Cái thân tâm bên trong sáng soi thông suốt cả thế giới. Tức là khi mà mình hít vào á, thì giống như cái khói vào. Nhưng mà ngày tu đến mức độ ngày thanh tịnh rồi, một cái này nó có một cái chút mình dùng cái từ làm sao, tại vì kinh mình không dám, kinh có lỗi. Nhưng mà có một cái chút sơ xuất chỗ này, tức là nó có một cái chút mà được gọi là nó không có, chuyên môn, cái tính chuyên môn nó có, nhưng mà nó có một cái chút sơ xuất như thế này. Tức là hiện tại một cái sơ xuất là gì, là khi mà chúng ta thấy cái khí ra vào ở lỗ mũi mình á, cái khí trắng ra vào, cái khói ra vào lỗ mũi mình á, không, thì thân tâm của mình vẫn còn nguyên đó. Nên quý vị phải khéo phân biệt chỗ này để quý vị thấy là
không biết là do dịch giả hay là do cái gì đó thì mình không biết, nhưng mà mình muốn phân biệt cái chỗ này nó có một cái gì đó nó không được gọi là trơn tru lắm ở chỗ đoạn này. Không được trơn tru, nhưng chúng ta phải phân biệt ra. Như vậy là lúc mà cái hơi thở mình ra vào, mình còn thấy hơi thở ở đây, thấy chưa, mình còn thấy cái khối trắng ở đây. Thì khi mà chúng ta còn thấy cái khối trắng của cái lỗ mũi ở đây á, thì cái thân này trong thì chấp nhận. Có nghĩa là vừa thấy khối trắng này và vừa thấy cái thân này nó trong thì chấp nhận nha. Nhưng mà trong sáng để thông suốt cả thế giới này thì không thể chấp nhận được. Vì sao? Vì anh còn cái lỗ mũi và khí trắng ở đây nè, anh chưa mất. Anh chưa mất cái khí trắng ở đây thì toàn thân anh không thể thông được. Anh phải có một câu khác, tức là sau khi anh thấy khí trắng đó rồi, đúng không? Thì cái khí trắng đó nó hòa quyện tới cái trong sáng của cái thân này, để rồi cái thân này nó tan biến thành cái ánh sáng thanh tịnh mới hòa khắp pháp giới. Thì điều này tôi chấp nhận anh. Nhưng anh chưa ra khỏi cái khối của lỗ mũi anh, đúng không? Nhưng mà cái thân anh á là trống không thanh tịnh như pháp giới mười phương là chưa chấp nhận. Nên là chỗ này không biết là cái sơ xuất từ đâu, thì mà nó trong văn kinh mà không biết sơ xuất từ đâu. Thật ra đây là cái chỗ rất chuyên môn, không thể nói theo cái kiểu này được. Nhưng mà nếu chúng ta không chuyên môn, chúng ta không phát hiện ra chỗ này, làm gì đang thấy khói trắng đây mà cái thân lại trong sáng khắp mười phương, làm gì ra cái chuyện này, đúng không? Nhưng mà nếu không á, chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy cái này nó là đúng nhưng mà không phải. Chúng ta không có chuyên môn, chúng ta không thấy được chỗ này là uổng lắm, nó bị sơ xuất một chút này. Đáng lý ở đây chúng ta, ông này phải có thêm một câu gì nữa ở đây nè. Một câu gì nữa là gì? Tức là sau khi con thấy cái khối trắng ra vào ở lỗ mũi rồi, tức là thấy lỗ mũi con ra vào như khối rồi, thì cái thân tâm bên trong con bắt đầu từ từ, mình phải dùng cái từ vậy, từ từ cái thân con nó cũng được trong sáng. Tức là cái thân này phải thấy nó là như xương như khối cái đã, nó phải tan từ từ chứ tự nhiên đang khối trắng đây cái thân này nó thành hư không đâu có được. Như vậy là khi cái khối trắng nó ra vào thì khối trắng nó lần lần thanh tịnh trong sáng, đúng không? Cái khối trắng này nó phải lần lần thanh tịnh trong sáng, và khi cái khối trắng này lần lần thanh tịnh trong sáng thì nó làm cho thân con bắt đầu lần lần thanh tịnh trong sáng. Và rồi cái gì nữa, bước thêm một bước nữa là khối trắng này đó nó trở thành một ánh sáng thôi. Tức là không còn có cái khối chỗ lỗ mũi và cái thân nữa. Thì khi mà cái khối lỗ mũi và cái thân nó mất đi rồi á, thì nó mới thành là cái rỗng không thanh tịnh như pha lê khắp mười phương pháp giới này mới đúng. Đó phải từng bước vậy mới được chứ. Cái này nói tắt mà bị dấp. Nói tắt mà không có xuồng. Tự nhiên còn khối lỗ mũi mà thân thanh tịnh, nói vậy đâu nói được. Cho nên là không có chấp nhận. Cho nên là nếu mà bước thêm một bước nữa là cái khối của lỗ mũi mình lần lần trong sáng, đúng không? Thì chính cái khối trong sáng này nó vô, nó mới biến cái thân này thành trong sáng. Và khi cái thân và lỗ mũi nó thành một cái khí sáng rồi, thì nó tan biến cái thân con, để cái thân con nó mới hòa nhập cho cái sự thanh tịnh đầy khắp pháp giới này như pha lê là tuyệt vời. Nếu đoạn này lý luận như vậy là đúng. Nhưng mà ở đây chúng ta bắt đầu nói tiếp về công phu. Thì vậy nếu một hành giả nào mà công phu thanh tịnh để thấy được khối ra vô lỗ mũi rồi á, đây là cái chỗ chuyên môn lắm, rất là chuyên môn. Cho nên chúng ta nếu mà chúng tôi nói lại là người nào mà quyết tử thực sự thì chỗ này sẽ trở thành một chỗ rất là hứng khởi cho mình. Thế thì khi mà chúng ta bắt đầu ngồi á, lúc đầu không thấy nổi đâu. Thực sự chúng ta muốn thấy còn không nổi. Tâm chúng ta bắt đầu yên thì mỗi cái động đậy nhỏ chúng ta sẽ nhận biết rõ hơn. Hồi mình động thì mình chỉ biết cái động lớn, nhưng mà tâm càng yên thì cái động nhỏ, và tâm càng yên thì cái thấy chúng ta nó không còn thấy của mắt nữa. Đức đó là bằng tâm nó sẽ thấy sự vận hành của pháp giới này, trong đó có vận hành của khí. Đó, phải tới cái tầng đó chúng ta phải phân biệt để chúng ta thấy rằng lúc này chúng ta thấy bằng cái gì. Không phải bằng con mắt nhòm thấy khối trắng này rồi ngồi rồi cái là tâm rỗng lặng, không phải vậy. Không? Thì vậy là khi mà chúng ta thấy, lúc đầu là chúng ta thấy bằng mắt của mình, là thấy cái khí trắng nó ra vào. Nhưng khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta không phải chú ý để thấy bằng mắt nữa, mà lúc này là tâm bắt đầu nó nhận biết được cái thân tâm đang, cái thân đang hít vào thở ra. Tâm bắt đầu đang thấy điều này. Và trong cái hít vào thở ra thì cái khí từ bên ngoài quý vị thấy hay lắm. Tử khí nó mờ lắm, tại vì hư không này khí nó ít, nó mong manh, nó mỏng lắm, khiến mình không thấy. Bắt đầu nó gom nhỏ lại để nó đi vào cái lỗ mũi của mình, đó là bắt đầu nó khích những cái phân tử này lại.
những phân tử nó khích lại để cho chúng ta nhận biết rõ hơn. Thì khi mà tới lỗ mũi là mình thấy nó rõ lắm. Giống như bây giờ là khói mà lơ thưa ở ngoài chúng ta không thấy, nhưng mà gom thành một cụm mây chúng ta sẽ thấy. Lúc mà từ như mặt đất này nó bốc hơi lên mình không thấy rõ đâu. Chỗ nào mà cái khí ẩm nhiều nó bốc sương mù nhiều chúng ta mới thấy. Chứ bình thường là cái hơi luôn luôn nó được đưa lên. Và khi nó gom lành một cục mây á, thì lúc đó mình mới thấy rõ là cục khí nó tụ. Lúc mà nó bốc lên từ từ chúng ta không thấy. Thì vậy là từ ngoài hư không rỗng chúng ta không thấy nó đâu. Bắt đầu nó gom lại cái lỗ mũi của mình á. Khi mình tụ, khi mình hút cái khí đó vào á, thì những cái phân tử khí nó gom nhỏ và nó kháng khích lại để mắt mình có thể thấy được nó. Hoặc là tâm chúng ta bắt đầu thấy được nó. Thì ít ra chúng ta phải công phu tới cái mức mà tâm chúng ta thấy được cái khí vào cái lỗ mũi cái đó. Và cái khí này nó giống như một cái dạng khói thật sự. Khói mong manh bắt đầu nó vào. Thì vậy là khi cái khói vào là tâm chúng ta bắt đầu thanh tịnh rồi. Và trong cái thanh tịnh đó, trong cái thanh tịnh của tâm mình nhận biết cái khói ra vào lỗ mũi, thì bắt đầu mình lắng sâu trong cái thanh tịnh đó nữa. Để mình thấy hết từng cái phân tử khí nhỏ vào lỗ mũi mình, nó không phải là một cuồn cuộn khí đâu. Nó không phải là cuồn cuộn. Và chúng ta thấy rõ từng tia khí nhỏ, từng phân tử khí nhỏ bắt đầu đi vào. Và tâm chúng ta thanh tịnh thì những cái này tự động nó không phải là những cái khí đục nữa, bắt đầu nó thanh tịnh theo. Những cái khí bắt đầu nó vào mình nó thanh tịnh, thì cái luồng khí thanh tịnh được đi vào. Và vậy là khi tâm chúng ta thanh tịnh thì cái lực thở này nè, nó bắt đầu gì nữa? Nhẹ đi, rất là nhẹ. Bây giờ mình thở nặng gấp ngàn lần, lúc đó là gấp một ngàn lần. Thì lúc đó cái dao động của khí vào và khí ra của cái lỗ mũi chúng ta nó chậm bằng một phần ngàn bây giờ. Để cho những cái khí bắt đầu nó đi vào cơ thể chúng ta nó chậm lắm luôn. Chậm thật là chậm để đi vào cơ thể của mình. Khiến cho hơi thở chúng ta bắt đầu nó mong manh. Nó mong manh lắm, nó mong manh và nó chậm mà nó dài, vừa chậm, vừa mong manh cho tới như một cái sợi tóc nhỏ, như một cái sợi chỉ mành thật sự nhỏ. Và gần như nó tan biến, chứ không còn như sợi chỉ mành nữa, thì lúc đó là gần như chúng ta, nếu thực sự chúng ta đi sâu vào định, thì lúc đó thật sự là nhập định. Và cái phút mà chúng ta vào định đó gần như là mình chết hẳn, không còn thở theo cái nhìn của người thường. Đo bằng cái máy gì đó mới thấy rằng mình vẫn còn có ra vào rất là nhẹ và mong manh. Và lúc đó thì sao? Lúc đó thì cái khí không còn ra vào từ lỗ mũi. Tại vì khi mà chúng ta đã đạt tới cái đó rồi thì toàn thân chúng ta hít vào và thở ra. Lúc đó mới đạt tới cái chỗ này nè, gọi là thông suốt nè. Lúc đó mới được gọi là trong sáng. Và tại vì thân lúc đó nó không mới còn gọi là riêng tư với cái hư không này. Thân chúng ta bắt đầu rã trong lúc chúng ta định. Cho nên thường người ta đi sâu vô định có cảm giác mất thân. Nhưng mà tại vì cái tâm mình thô, mình không thấy là mình đã đi từ từ bằng cái khí này. Khí chúng ta càng nhẹ chừng nào thì cái phần mà chủ động để giữ cái khí ra vào nó càng nhẹ chừng đó. Nó càng mong manh chừng nào thì cái thân chúng ta càng mong manh, càng nhẹ chừng đó. Và khí gần như tắt là thân chúng ta gần như tan. Hai cái này nó phải đi theo. Cho nên nói tới chuyên môn là tôi phải nói tới cái chỗ này. Thì vậy là khi mà khí xem như tắc thì thân là thành không trong khoảng đó, hiểu chưa? Cho nên lúc đó là không có còn bên trong sáng soi thông suốt cả thế giới, dụng từ bên tông sáng soi thông suốt cả thế giới này nó hơi khó xử. Khó xử cho nên nó không còn bên trong nữa, lúc đó nó không có còn bên trong. Và lúc đó nó cái thân chúng ta nó tan thành hư không rồi. Và cái phút giây mà thân chúng ta tan thành hư không á, thì chính phút giây đó là trong sáng. Mới gọi là cái gì? Thông suốt cả thế giới. Chứ không phải bên trong mình thông suốt, đã nói trong ngoài rồi sao là thông suốt một thế giới được. Dùng cái từ bên trong thông suốt cả thế giới thì thiệt là nó hơi khó xử. Thì lúc đó cái thân mình nó tan, nó thành hư không rồi, thì mình và thế giới nó không còn ngăn ngại nữa. Thì đó không còn là thở hoặc là hít nữa, mà là một sự hòa quyện của pháp giới này, của thân và tâm. Hành giả ít ra thì cái thân cũng phải đạt tới cảnh giới này mới nói chuyện thiền định. Chưa tới chỗ này đừng có nói chuyện thiền định, khó nghe lắm. Như vậy là nó không có chuyên môn ở cái chỗ là còn trong còn ngoài mà thông suốt cả thế giới này. Một câu này hơi thiếu chuyên môn.
khắp nơi thành trống không thanh tịnh như lưu ly. Tức là khi mà cái thân mình nó tan thực sự theo cái kiểu nãy giờ mình nói thì thực sự là nó trong lạ lắm. Nhưng mà trước khi cái chuyện đó xảy ra, nó cũng có một cái đoạn như thế này. Tức là nếu mà cái tâm chúng ta thật sự thanh tịnh mà khí bắt đầu nó thông, trước khi tới cái này là khí cơ thể nó thông cái nữa nha. Khí nó thông nó làm cho toàn cái thân này nó thông. Cho nên á, cái phút giây mà chúng ta từ thở thô cho tới thở tế, cho tới thở thông, từ thô tới thế rồi mới tới thông của nó. Vì vậy là khi mà chúng ta ngồi đúng tư thế, chúng ta hít đúng cái khí thở của nó và tất cả mọi cái đều bắt đầu đúng. Và cơ thể chúng ta lúc đó nó sẽ rung động đúng với cái nhịp rung động của vũ trụ này. Thì chúng ta một thoáng từ chân cho tới đầu mình cảm giác toàn thân này trong sáng như lưu ly cái nè. Có, cái chuyện đó có xảy ra, nhưng mà lúc đó là chưa có quà nha. Lúc đó mới thấy cái thân trong sáng thôi. Và khi nó trong sáng như lưu ly rồi thì nó mới bắt đầu nó rã để nó thông với cái khí bên ngoài. Đó, nói về chuyên môn thì chúng ta phải nói tới cái chừng đó. Thì vậy là trước khi mà cái thân thông nó sẽ trong. Mình sẽ thấy rõ ràng, ví dụ như thông mà từ chân lên thì chúng ta thấy rõ ràng là từ chân nó trắng thiệt chứ không phải là trong. Nó trắng lên tới đây, nếu mà nó không có chịu thông đó là chúng ta thấy trên đen ở dưới trắng rõ ràng luôn. Nó bằng khí đen, nguyên cái vùng trên là khí đen, nguyên vùng dưới là khí trắng. Và nếu nó lên nữa thì nguyên cái đầu chúng ta đen thôi, nguyên khúc dĩa này nó trắng, chúng ta thấy rõ lắm. Lúc đó là mình thấy rất rõ chứ không phải là một sự tưởng tượng nha. Tự động sẽ khí trắng đi từ dưới lên trên như vậy. Và khi nó thông toàn thân, và khi một phút chốc thông toàn thân á, thì ngay cái phút mà toàn thân chúng ta thông là thân chúng ta rã. Thì toàn thân thành pha lê thì lúc đó nó mới rã. Toàn thân trong sáng thành pha lê thì lúc đó mới rã thân. Và lúc đó mình, vũ trụ này nó bắt đầu nó hòa, để nó trong sáng thanh tịnh như pha lê. Điều đó đúng, tới đó thì được gọi là đúng. Nhưng mà tới bây giờ mới nói là tướng khối lần lần tiêu hết thì thiệt là khó chịu. Tại vì nó trống không thanh tịnh như lưu ly rồi mà tướng khối thì sao lần lần tiêu hết được. Hơi thở quá thành sắc trắng, đến khi tâm được khai ngộ lậu mới hết sạch. Không phải, đi ngược rồi. Từ cái thân, cái khí nó đã đi mất trước rồi thì cái thân mới được thanh tịnh. Thân được thanh tịnh, thân mới rã, mới hòa nhập vào vũ trụ này. Và phút chốc đó đó, phút chốc đó là cái thân bắt đầu nó đã thành không. Tức là đạt tới cái chỗ gì? Chỗ vô ngã mới đạt tới vô lậu. Đó, đi theo cái chiều thuận nó là như vậy. Thực ra cái đoạn này lý luận nó có một cái chút sơ xuất. Nó phải đi theo cái chiều như vậy, như hồi nãy giờ mình nói đó. Mất hơi thở trước, rồi mới mất thân. Ngay cái khoảnh khắc mất hơi thở, mất thân là cái khoảnh khắc nó thân một thoáng trong sáng. Nói một thoáng gì, cái thân này nó kéo dài. Có khi là trong một cái thời thiền đó mình chỉ trắng như pha lê lên tới đầu gối à. Không khóa nổi nữa, không làm cái thân sạch hơn nữa. Rồi qua thời sau nó lên tới ngang bụng mình, qua thời sau lên tới ngực mình, qua thời sau lên tới cổ mình, ví dụ vậy, thì nó từ từ nó mới phá sạch cái thân này một cái, thì nó mới thông, nó mới rã. Và quý vị thấy một cái điều rất là lạ là khi cái thân chúng ta thông mà chúng ta nhập trong đó rồi á, thì chúng ta phải có cảm giác đầu tiên là mất thân. Cũng giống như hồi nãy mình nói mất thân như vậy. Thì thân này phải mất à. Khi trong sáng là tan thân mất mạng. Chúng ta phải dùng cái từ như vậy, là tan thân là phải mất mạng một lần. Thì khoảnh khắc đó nếu chúng ta đủ phước thì tan thân mất mạng chúng ta nhập vào thì tỉnh luôn. Đó là đi theo con đường công phu. Đi theo con đường công phu thì cái nào nó cũng phải đạt tới cái chỗ đó. Thì cái phút chốc mà quý vị thấy toàn thân thanh tịnh như pha lê là tẩy xóa cả những cái lậu hoặc sanh tử, chứ không phải chuyện chơi, chứng thánh quả liền, còn không là không được. Cho nên khi mà ở đây ngày lý luận cái đoạn sau thì nghe được nè, đến khi cái tâm được khai ngộ, lúc đó đó nha, một điều kỳ lạ. Bây giờ nếu mình tan thân nha mà mình không có khai ngộ thì vẫn chưa được. Chỗ này ngày lục tổ anh đang gọi là định huệ đồng đẳng, tức là lúc định là có huệ liền. Thì vậy là khi một cái thấy là chúng ta thấy rõ pháp giới mười phương này. Cái thấy đó không phải là còn có mình thấy giống như hồi trước giờ mình lý luận, không phải là mình thấy nữa. Mà một cái tri, chỗ đó gọi là khai ngộ. Khai ngộ tức là cái tri đó hoàn toàn, cái biết đó hoàn toàn không còn thân.
chứ không phải là không thân rồi là không biết là chưa khai ngộ. Thấy chưa? Khi lúc mà chúng ta không thân thì chúng ta có một cái biết không giống như từ xưa giờ, mà biện biệt vô ngại giống như hồi trước mình nói, thì cái đó mới gọi là khai ngộ. Còn nếu mà rớt vào cái chỗ mất thân này, người ta vẫn tới đây và người ta trở lại nha. Rất là nhiều người công phu kiểu này trở lại, và họ có thần lực nhiều lắm, thậm chí là người ta tưởng là có thần thông, người ta chứng đạo, chứ không phải. Chỗ này người ta có khả năng, tại vì họ làm cho cái thân này nó trong sáng, và mất thân này nhiều lắm, cảnh giới này cũng nhiều quá. Cho nên sau này tới ngũ âm ma, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều người lầm chỗ này rồi chết thành ma. À, chỗ này. Cho nên ở chỗ này phải thực sự khi mất thân rồi thì nó lộ ra một cái, độ ra cái không thân. Hành giả lúc đó cũng hết tự chủ gì rồi, tại là hơi thở tan biến rồi thì thân sẽ tan biến. Thì lúc đó người hành giả đó không còn chủ động để làm gì được nữa. Hãy cho nó sẽ cuốn vào cái chỗ gọi là không thân. Và phút giây cuốn vào chỗ không thân thì cái phút giây đó nó lộ nguyên cái rõ biết rồi, mà không phải của thân tâm này nữa. Thì cái rõ biết đó nó mới phủ trùng pháp giới mười phương này, lúc đó được gọi là giác ngộ. Một phút mà chúng ta mở con mắt để thấy khắp mười phương này thì phút đó gọi là giác ngộ. Và phút đó thì không còn, cái thân đã mất trước rồi, không còn lý luận là còn thân không thân nữa. Đó thì đi theo con đường công phu là mất thân trước mới hòa nhập vô sau. Nhưng mà đi theo con đường trí tuệ hồi nãy, đúng ngộ hồi nãy thì nhận biết trước mất thân. Nó hai con đường đi rõ ràng. Là khi mà chúng ta học đạo tới những cái lúc mà công phu thực sự chúng ta phải biết. Thật ra khi mà chúng ta muốn tu tập về chuyên môn thì chúng ta có con đường chuyên môn. Nói thì từ trước giờ là không có tu, không có chứng, nhưng mà bắt đầu mà có những cái khóa tu về chuyên môn, mà quý vị muốn tu chuyên môn là sẽ có cái để chúng ta tu, chứ không phải là không có. Nên cho nên là khi nói tới cái gì thì chúng ta phải có cái đó. Thực sự nếu mà những cái cảnh giới này một hành giả không trải qua thì không được quyền nói thiền nói đạo. Chúng ta nói như vậy, không được quyền, không nên, thì sẽ làm lầm lẫn thiên hạ trong những cái cảnh giới này. Tại vì mất thân vẫn không giác ngộ mà. Đây là cái điều đáng sợ của những người mà tu thiền không có đủ cái chánh kiến Phật đạo, không có đủ cái phước báo, tới chỗ này họ bị vượt qua. Đây là điều đáng sợ. Ra khi mà tới chỗ đó tan biến thân rồi thì sẽ nhập vào trong tự tánh. Thì chỗ này được gọi là giác ngộ thì mới được gọi là chứng quả. Và lúc đó Ngài diễn tả đúng là lúc đó nó cái hơi thở này không còn là hơi thở nữa. Dụng từ hơi thở nó biến thành hào quang thì nó kỳ lắm. Hơi thở không còn, mất thân rồi hơi thở đâu mà còn. Cho nên là phút giây đó đó, phút giây đó là nó như rực sáng hào quang trong cái chỗ mình ngồi. Cái khoảnh khắc đó là rực rỡ hào quang thực sự nha. Giống như cái chỗ diễn tả Ngài Đại Thông Trí Thắng Như Lai trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà nó soi sáng khắp mười phương pháp giới này. Chư thiên lúc đó ở gần là không phải lấy tay che mắt mới là lạ. Mắt chư thiên không đủ sức để thấy ánh sáng này. Nó sáng mà mình tưởng tượng như bây giờ giữa trưa mình mà dám mở mắt nhìn mặt trời á. Nhưng mà lúc đó nó lại sáng gấp 1000 lần như vậy đối với chư thiên cõi trời. Đó là một chuyện khủng khiếp. Và nó tâm điểm vẫn là cái chỗ của mình. Mặc dù mình tan thân rồi nhưng mà chỗ này vẫn là tâm điểm rực sáng. Ánh sáng nó lạ lắm, nó đi, nó tạo sự rung động và sáng khắp mười phương pháp giới trong khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc chứng đạo không phải bình thường đâu. Và ánh sáng nó tan biến hằng hà sa số cõi mẹ. Do đó những người hành giả mà những công phu đoạn cuối này á, là chúng ta bị ghê gớm, bị một cái sự chống phá của một cái lực lượng ma, nó không muốn một người chứng đạo. Và được phút chốc chứng đạo là tiêu vỡ hết hằng hà sa số, những cái thành quách của ma quân. Đáng sợ lắm, chứ không phải là phút giây đó bình thường đâu. Chư thiên khắp tất cả các cõi trời đều thấy, khắp cõi nước mười phương sẽ tiếp nhận được ánh sáng này. Phút chốc đó được gọi là phút chốc chứng đạo. Thì Ngài dùng cái từ hơi thở không đúng, lúc đó là nó rực sáng không phải là hơi thở nữa. Thì thành hào quang soi khắp mười phương là đúng, và lúc đó được gọi là chứng quả A-la-hán. Theo ở đây gọi là chứng quả A-la-hán, sẽ được Đức Phật thọ ký, sẽ được quả Bồ Đề, tức là ngoài chứng quả A-la-hán rồi sẽ được giác ngộ, giải thoát hoàn toàn rồi. Nay Phật hỏi chị Viên Thông, con dùng cái pháp nhiếp thu ý niệm nơi hơi thở, yên lặng lâu ngày phát ra sáng suốt, viên mãn diệt hết các lậu, đó là thứ nhất. Thì đây cũng là một cái hình thức công phu bằng hơi thở.
Và nếu như cái pháp hội mình sau này, nếu ai cần sử dụng công phu này để đi vào, để nhập đạo, thì chúng ta cũng sẽ có cách. Và chắc hôm nay chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện ở đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ. Trong